Rồi, chào quý bà con, chúc quý bà con ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, ngày cuối tuần vui vẻ nha quý bà con. Hôm nay tiếp tục trở lại với cái vườn cây mãng cầu Na Thái. Hôm nay với chủ đề là ta cần lựa chọn những cái túi bao như thế nào để có được những cái sản phẩm chất lượng và bán được cái giá cao cho thương lái. Thì vâng, thì em cũng giới thiệu với mọi người, em là thầy Đỉnh, chuyên về cung cấp về các loại cây giống, đặc biệt là cây giống mãng cầu Na Thái, rồi hỗ trợ cái kỹ thuật cũng như là kinh doanh luôn cái mặt hàng là cái túi bao mãng cầu Na Thái, và thu mua mãng cầu Na Thái đối với những bà con ở khu vực miền Tây của mình nha bà con. Thì hiện nay em cũng chia sẻ cho quý bà con luôn. Thì cái khe mãng cầu Na Thái nó rất là mang lại cái giá trị kinh tế cao, nhưng mà bây giờ thì người ta cũng trồng cũng khá là nhiều, nhưng mà nó không phải là không có giá trị kinh tế cao nha quý bà con. Trồng nhiều nhưng vẫn có giá trị kinh tế cao. Vì sao như vậy thì em sẽ chia sẻ cho quý bà con. Hôm nay thì làm một cái video tường tận nha quý bà con. Đó, thì cái trái mãng cầu Na Thái thì nó rất là ngon, ăn rất là ngon, nó trồng được mọi khí hậu, mọi thời tiết luôn đó quý bà con ha. Thì, được thị trường cả nước chấp nhận về cái trái mãng cầu Na Thái ha. Nó ăn đứt luôn cái thằng mãng cầu ta của mình hồi xưa. Ví dụ như bây giờ mình trồng giá đứng gớt 30.000 ký thôi thì nó cũng có cái thu nhập về chút đỉnh heo với bà con. Vậy thì càng ngày thì cái thị trường mãng cầu Na Thái càng ngày càng là nóng. Bởi em cũng chia sẻ với quý bà con luôn, cái giai đoạn hiện tại này là ở ngoài miền Bắc. Tại vì em cũng có làm ăn với cũng có gửi hàng ra ngoài miền Bắc, thì người ta cũng chia sẻ là ở này là cái thời tiết ở ngoài là rất là khó làm cái trái mãng cầu Na Thái này, nó mới qua đợt rồi đó cũng quý bà con ha. Thì đây là cái cơ hội cho những người nông dân miền Tây của mình có thể xuất ra ngoài đó. Thì em cũng đang xuất hàng ra đi Gia Lai và cũng như là em đi Hưng Yên nha quý bà con. Thì em cũng chia sẻ cho quý bà con những cái tiêu chí mà để xuất hàng ra ngoài miền Bắc được, thì quý bà con cũng phải hoặc là bán cho những cái thương lái lớn với được cái giá cao. Thì quý bà con dựa những cái tiêu chí sau. Hôm nay thì cái tiêu chí quan trọng nhất đó là cái về cái da, cái da cái trái nó phải đẹp và nó phải đủ cái số gam. Cái số gam tùy giò loại nha. Ví dụ như bên em thì thu mua hàng từ 350g lên là loại 1. Nhưng mà quý bà con ha, da nó phải đẹp. Vậy thì muốn cái da nó đẹp thì quý bà con nên lựa chọn những cái túi bao như thế nào. Rồi hôm nay em sẽ làm cái chủ đề về cái túi bao. Thì cái túi bao bên em đang sử dụng, cái vườn em cũng đang chuẩn bị sử dụng, đó là cái túi bao bao giấy A68. Vậy tại sao chúng ta cần chọn cái túi bao này? Thì em cũng chia sẻ với bà con luôn, em cũng đi thu mua nhiều vườn rồi. Thì những cái túi bao giấy này á, những cái dạng này á, thì khi mà bà con mở cái bao ra thì cái trái á, nó bảo vệ cái túi bao này, nó sẽ bảo vệ được cái trái, tránh với tiếp xúc trực tiếp với nắng ha. Và nó đưa lại cho chúng ta cái mẫu mã, cái màu nó rất là đẹp, cái màu một cái màu xanh trắng rất là đẹp. Thì những cái màu như thế thì thương lái bên em sẽ rất là mê. Nói chung là không phải do là cái thị trường nó sẽ mê cái màu đó, để trưng rất là đẹp so với những cái túi bao khác. Ví dụ như là cũng có em đang thu mua túi bao nào em cũng thu mua chân nha, nhưng mà quý bà con làm cái túi bao nào mà nó đẹp, mẫu mã đẹp thì giá nó cao vậy thôi. Cũng có nhiều bà con hiện nay á, thì em thu mua thì đó giờ làm mấy năm nay rồi, làm cái bọc cái xốp và bọc cái bao ni lông vô, người làm thấy cũng đạt đó, thấy thì cũng đạt đó, nên không có dám thay đổi. Nhưng mà mình phải mạnh dạn thay đổi nha quý bà con. Em thì tại vì là em là người thu mua và người trồng luôn, thì em sẽ hiểu được cái bao nào tốt cho quý bà con nha. Thì em chia sẻ luôn cái bao mà giấy A68 thì sẽ mang lại cái hiệu quả rất là tốt cho bà con luôn.
những cái đặc điểm vì sao lại chọn nó mà không chọn mấy cái loại khác. Túi bao á, có nhiều người ta chọn là nãy giờ em nói đó, là cái xốp xong rồi bọc cái bọc ni lông trắng vô, vậy là xong. Thì đối với cái bọc ni lông trắng á, thì cũng có nhiều vườn người ta làm hiệu quả cao nha, hiệu quả rất là cao. Tuy nhiên thì nó không có lợi cái thằng cái túi bao giấy 68 đâu nha mấy bà con. Thường á, thông thường á, thì mấy cái năm trước thì em xài cái thằng bao xài á, cái da nó phải nói là phê luôn, da nó phải nói là phê luôn, trái nào như trái nấy luôn. Thì nhưng mà cái bao xài thì nó rất là đắt, nó tới gần 900 đồng, 900 mấy đồng cái lận. Nên xài thì nó hao phí quá cao. Và vườn em đã lựa chọn được cái túi bao, hiện tại em đang kinh doanh cái túi bao đó luôn, đó là thằng A68, cái chữ màu xanh xanh đó ha. Thì cái thằng đó thì khoảng 500 mấy chục đồng thôi, nó cũng rẻ gấp bằng phân nửa cái thằng bao xài, nhưng mà mang lại cái chất lượng rất là cao, bà con nên lựa chọn phù hợp ha. Rồi thì so với cái túi bao cái túi bao bọc ni lông mà quý bà con trồng cái xốp vô, bọc ni lông vô á, thì đối với những cái vườn nào á, quý bà con cũng có người làm đẹp nha, nhưng mà không bao giờ đẹp bằng cái túi bao giấy đâu. Tại vì em thu như mua nhiều vườn em biết, cái túi bao mà bằng bọc ni lông ở cái xốp xong rồi bọc ni lông đó, nó sẽ không có những cái trái mà nó màu nó xanh trắng được như cái thằng túi bao giấy nha. Cái này là em muốn chia sẻ thiệt với quý bà con. Nhưng mà có lại có nhiều vườn thì nhiều chủ vườn thì cũng đâu không dám thay đổi, tại vì làm ở đó tới giờ nó ổn định vậy rồi, người ta không dám thay đổi. Nhưng mà nhiều bà con thì không biết, mình phải thay đổi, đừng có được cái mẫu mã, cái chất lượng ngày càng cạnh tranh chứ. Bây giờ mình ta không có cạnh tranh bằng số lượng đâu nhớ quý bà con, mình cũng lựa chọn cái phù hợp. Với lại cái nữa là cái bọc xốp á, mà trồng cái bọc vô á, quý bà con nào mà làm kỹ thuật cao á, được cái vàng lá như cái vườn của em á thì nó đỡ. Còn mà những cái vàng lá mà ví dụ như nó hết lá rồi á, thì cái mùa nắng á, cái bao xốp đó cái nó bị sẽ bị nám trái hết trơn à. Có nhiều thương lái người ta vô, người ta nhìn ta cái màu người ta mua không được luôn đó. Cũng quý bà con cảnh báo quý bà con nha. Thì nói chung là bên em thì cái bao nào em cũng mua chứ á, nhưng mà cũng có một số thương lái người ta do đi là cái hàng bay hàng cao, cái hàng bay hàng đi máy bay á, hàng chất lượng, nên người ta cũng sẽ không có thu mua một số cái vườn đang bao xốp hoặc là bằng ba cái bọc trái ni lông, bởi cái mẫu mã nó không đẹp bằng cái bao giấy đâu nha. Rồi cũng chia sẻ với bà con một đôi điều ha, bà con cố gắng mình làm càng ngày càng phát triển, càng đưa cái dòng sản phẩm này lên cái chất lượng cao, chứ thay vào đừng có thay vào đó là cái số lượng nha quý bà con. Đó, em cũng chia sẻ mấy cái bài trước rồi đó. Rồi cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Quý bà con cần cây giống hoặc là hỗ trợ kỹ thuật về những cây măng cầu Na Thái và cái túi bao em đang sử dụng, cũng như là em đang khuyến cáo bà con đang sử dụng, thì liên hệ em 0961084636. Thì đối với những bà con khu vực miền Tây thì em cũng sẵn sàng thu mua với số lượng lớn cho quý bà con, số lượng lớn luôn nha. Em thì hàng em đi các chợ đầu mối lớn, cũng như là cũng có sức ngoài Bắc nha quý bà con. Rồi cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Quý bà con yêu thích kênh thì đừng quên like, đăng ký kênh để em có nhiều cái động lực cập nhật những cái thông tin bổ ích cho quý bà con. Chúc quý bà con nhiều vụ mùa bội thu, trúng giá trúng mùa. Xin thân ái kính chào.